Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Và như cái tiêu đề thì hôm nay chúng ta có một khách mời rất là xinh đẹp, đó chính là Julin. Chào các bạn. Julin có thể giới thiệu qua một chút về bản thân để cho các bạn kênh của tớ cùng biết không? Mình tên là Julin và kênh của mình là Julin Simi. Hôm nay thì Kiên có rủ mình làm một cái video review tất cả những cái nước hoa mà bạn ý mang đến ngày hôm nay. Và nói qua một chút, đấy là mình không biết gì về nước hoa cả, mình cũng không biết gì về các thương hiệu nước hoa. Thế nên là hôm nay mình sẽ đưa ra một cái cảm quan chung chung nhất về những cái mùi này. Khách khá là khách quan. Và hiện nay thì Julin có một kênh YouTube làm về mọi thứ, rất nhiều thứ. Nên là nếu như bạn nào mà thích hay là bạn nào có nhu cầu ủng hộ Julin thì các bạn có thể sắp cái đường kênh, đường link YouTube mình để ở phía dưới. Và cái hôm nay thì mình đã mang đến 5 mùi hương mà mình đã tham khảo khá nhiều nhóm nước hoa. Người ta lựa chọn là những cái mùi hương dành cho những buổi first date, những kiểu hẹn hò được ở những buổi hẹn hò đầu tiên. Và chúng ta cùng xem là cảm nhận của Julin về những cái mùi hương này ra sao và nó phù hợp với phong cách và thời điểm sử dụng như nào nha. Cho tớ rất là hào hứng đấy. Trước tiên vào cái mùi hương đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua một chút về gu, cái tip người đàn ông Julin thích là gì nha. Gu của tớ là thư sinh trắng trẻo sạch sẽ. Thư sinh trắng trẻo sạch sẽ. Nhưng mà vẫn là thích men một chút. Khó nhỉ? Thư sinh thì men một chút có gì mà khó. Ừ, đấy, thôi được rồi nhá. Đấy là gu của Julin. Còn đấy, còn nếu bạn nào đang có cái gu kiểu đấy mà đang tìm mùi hương ấy, mà có bạn gái mà đang muốn chinh phục mà cũng như Julin đây thì các bạn có thể tham khảo video này. Chúng ta cùng nhau đến với mùi này đầu tiên nha. Thực ra nói là gu thôi, chứ còn nếu mà mùi nào thơm ấy thì tớ vẫn thừa nhận đi và vẫn cảm nhận được cái độ sexy của nó ấy. Tóm lại là cứ hấp dẫn, là nói chuyện hợp, hấp dẫn là ok mà. Tóm lại không quan trọng là gu nữa. Đây là mùi đầu tiên. Mùi tôi thấy rất là nhẹ nhàng, không bị hắc. Ừ. Nhưng mà khi mà xịt lên người chắc là cái mùi sẽ còn nhẹ hơn nữa đúng không? Không, cũng tùy. Nhưng mà thôi chúng ta cứ thử lên giấy cho nó khách quan. Tại vì lên người mỗi bạn nó mỗi khác ấy. Nên là ngửi trên giấy cho nó khách quan. Đây là một cái mùi hương mà gọi là chắc là nó phải 10 năm nay rồi nó đều được lựa chọn là một trong những chai nước hoa đi date rất là hợp. Thế cơ ạ? Ừ, nên là thực ra tôi nghĩ cái này để first date thì cũng hợp lý đấy. Tại vì first date thì mình không nên có cái gì vồn vã quá, dồn dập quá. Nó chỉ là để lại một cái ấn tượng gì đấy nho nhỏ thôi. Thì tôi thấy cái này làm tốt nhiệm vụ của nó. Tại vì nó không hề hắc. Không hề hắc. Nó rất là nhẹ nhàng, rất là thê mát luôn ấy. Và cái mùi hương này thì theo Julin thì sẽ phù hợp với cái kiểu ăn mặc nhá. Có phải thư sinh trắng trẻo đẹp trai không? Nope, đây không phải là thư sinh trắng trẻo. Mà đây là hơi kiểu thiếu da trẻ trung một tí. Thiếu da trẻ trung. Kiểu sơ mi đóng thùng. Chuẩn luôn. Đấy. Đây là mùi hương vị trí số 5 nhá. Chúng ta cứ để lại đây, xong rồi tí chúng ta sẽ ngửi lại một lần nữa. Okay, tại vì lớp hương đầu nó sẽ khác. Đây. Ở vị trí số 4. Một chai nước hoa mà có thể nói rằng là rất nổi tiếng. Nó sẽ khác hẳn với mùi hương kia đấy. Khác hẳn cơ à? Ú rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này cái này quý tộc hơn cái lúc nãy. Ừ, nó sang hơn. Không biết dùng được quý tộc có đúng không nhỉ? Nó sang hơn. Thế nó có dễ chịu không? Bằng cái kia không? Cái này nó tạo ra một cái vibe hoàn toàn khác so với cái lúc nãy luôn. Nếu như cái lúc nãy là một cái gì đấy hơi kiểu anh muốn làm quen với em thì cái này sẽ là khiến người ta muốn nhảy bổ vào mình ý. À. Kiểu người đàn ông của ta kiểu tôi đến đây. Đây là tôi nghĩ là kiểu là chắc là bạn nữ sẽ chủ động hơn đúng không? Đúng, ý tớ là con gái nhảy bổ vào con trai ấy, chứ không phải là ngược lại. Nên là nó tạo cảm giác như là mấy anh mà thích mặc áo sơ mi trắng ấy là sẽ thích những cái mùi như thế này. Kiểu rất là chỉnh chu. Kiểu trẻ trung. Đây không phải là mẫu doanh nhân thành đạt mà đây là mẫu kiểu trẻ trung thành đạt. Trẻ trung thành đạt, nhà có điều kiện. Nhà có điều kiện hơn anh lúc nãy. Điều kiện hơn anh. Anh điều kiện, anh lúc nãy là chắc là vốn tự thân. Còn anh này là từ gia đình. Được, mùi này duyệt, tớ thích mùi này. Duyệt, mùi này. Theo bạn mùi này thì nó sẽ sử dụng vào cái thời điểm, cái khung cảnh date như nào cho nó hợp lý.
ngày mát mẻ hay là một ngày ra thì mà ăn phở vỉa hè là không hợp lý lắm rồi đấy. Mà thực ra cái mùi này kém cái trang phục hơn. Nếu như bạn ăn mặc kiểu casual quá, đơn giản quá mà xịt mùi này thì có lẽ nó sẽ không hợp lắm đâu. Cái mùi này nó hơi kiểu cao cấp hơn rồi đấy. Thế nên là bạn cũng phải dress up, ăn mặc cầu kỳ hơn một chút nếu như bạn dùng cái mùi này, tôi nghĩ thế. Mùi này không ai xịt đi ăn phở cả. Phát đến không ai đi ăn phở cả. Phát đến không đi ăn phở, sorry. Được rồi, chúng ta để lại mùi hương này ở vị trí số 4 ở đây. Đây chắc là sẽ là mùi hương gây được ấn tượng. Chai này rất đẹp. Bình thường. Cái chai này cũng không thể đẹp. Cái chai thiết kế của chai này tớ không thấy đẹp lắm. Trông tớ không biết bao nhiêu tiền nhưng mà nếu mà để tặng quà thì cái chai nhìn không đẹp tặng quà lắm. Cái mùi này, cái ấn tượng đầu tiên tạo cho tớ đấy là cảm giác như là những người đàn ông da trắng ấy, tây, mùi này rất là tây. Đúng. Cái gì mà đúng? Không, đúng mà. Không, cái nhà này người ta làm theo cái hơi hướng đúng là kiểu rất là châu Âu, rất là tây. Hơi tây nhưng nó rất là nhẹ nhàng, nó cũng không hề hắc luôn. Nhưng mà cái mùi nhẹ nhàng này nó khác với mùi nhẹ nhàng của cái chai đầu tiên nhá. Cái mùi nhẹ nhàng của cái chai này là cái chai kiểu the mát, kiểu hợp xịt mùa hè ấy. Còn cái này là vẫn hơi có một độ nồng hơn một chút, chắc là sẽ xịt cho những buổi tối đết hợp lý đúng không? Cái này tớ thấy không phù hợp lắm để làm first date đâu. Nó hơi ăn chơi hay là nó kiểu nó không ăn chơi nhưng mà nó tạo ra một cái tính cách khá là kiểu cá tính gì đấy về một con người hơn là cái kiểu giác chung chung. Tất nhiên hẹn hò buổi đầu tiên thì cũng không nhất thiết là phải kiểu cứ phải chung chung, nhưng mà như là mùa này tớ không thực sự thích lắm. Nó không để lại một cái ấn tượng gì đấy nặng ấn tượng lắm, nó chỉ đơn giản là anh có xịt nước hoa thôi. Đây là một cái chai nước hoa người ta gọi là ông vua ba sàn. Các bạn nam giới hay gọi kiểu đấy. Nó làm để chắc là Jolin không thích đi những nơi như thế. Và để tăng một thuốc thôi, không ngửi đến nước hoa bao giờ. Tại vì cái mùi hương này đúng thật là nó rất là cá tính, nhất là về thiết kế của chai nó cũng rất là khác với những chai khác. Và cái phiên bản đầu tiên của Limeo này thì nó ở bên Pháp nó được khoảng tầm cái số lượng bán ra ấy thì chủ yếu được các bạn LGBT sử dụng rất là nhiều. Đó. Và những anh chàng sử dụng những mùi này thì thường thì nhận xét là khá là kiểu hơi kiểu bad boy cái kiểu đấy. Bad boy Nên là không, đây là gu từng người thôi. Okay. Chúng ta để lại đây nhá, xong rồi thì chúng ta thử làm lần nữa. Okay. Biết đâu nốt hương sau nó lại tạo nên ấn tượng thì làm sao? Chân này thì mình cũng đã có một cuộc đi quay phỏng vấn rồi. Ấy đã từng test mấy cả mọi người rồi gì? Và hơi từ từ để từ hãy ngửi và được khá nhiều bạn nữ thích đấy. Nhưng mà xem là Julie có thích không? Ngọt chính ngọt xác mà ngọt là ngọt. Tớ thích cảm giác rất là hiền lành. Rất là hiền lành rất muốn bắt nạt. Rất muốn bắt nạt. Đúng, tại cảm giác là anh rất là hiền, anh rất là cười mở và em thích làm gì anh cũng được ấy. Nó rất là ngọt luôn ý. Có vẻ thấy good boy nhỉ? Tớ thấy good boy. Cảm giác như là một anh tiểu thiếu gia. Lại kiểu toàn thiếu gia tự thân này, thiếu gia từ gia đình và bây giờ là tiểu thiếu gia. Nhưng mà anh này là tạo cảm giác cho mình rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng. Rất là dễ thương. Cảm giác như là rất là dễ tiếp cận. Nhưng cái mùi lúc nãy là như ở cái mùi này chẳng hạn nhá, là sẽ tạo cho tôi cảm giác là khó tiếp cận. Nó có một cái khoảng cách nhất định đúng không? Khoảng cách nhất định. Kiểu anh này hơi high class, cảm giác khó mới tới. Còn anh này là có thể sẽ có một buổi hẹn tiếp theo với anh này. Mùi hương rất là nịnh mũi. Bảo sao video trước của mình mọi người bạn nữ thích mùi này vãi luôn. Các bạn ạ. Jolin không nằm ngoại lệ. Và theo bạn thì cái mùi này thì nó sẽ xịt vào thời điểm như thế nào cho nó hợp lý? Thời điểm nào á? Tôi thấy cái mùi này nó sẽ không quá kén người dùng và sẽ không quá kén cái bộ trang phục. Tại vì nó tạo cảm giác dễ gần mà.
Thế nên là không cần thiết phải là sơ mi đóng thùng, mà chỉ đơn giản là kiểu bình thường áo phông, quần jean cũng basic được. Kia thứ là basic được, cũng được. Là đơn giản đúng không? Thế là mùi hương rất là dễ dùng. Để lại vị trí này. Ở đây là mùi hương cuối. Thế là mình không xếp cho thứ tự đâu, cứ gần là lấy thôi. Chuyện tí nữa chúng ta nói một chút về giá sau. Đây là mùi hương được khá là thích, mà cũng rất là ít người dùng chai này. Thiết kế chai không đẹp. Dạ, yeah. Nó cũng khá là rẻ. Nó hơi cục mịch ý, nhìn cục mịch ý. Khá là rẻ. Phải nói là mùi này là cái mùi không ấn tượng nhất từ nãy đến giờ luôn. Ừ. Không ấn tượng nhất từ nãy đến giờ. Nó có một chút hắc, rượu. Đúng nó hắc nhất nó luôn. Có một chút rượu. Nó hơi nồng. Mùi này hơi đứng tuổi. Ừ. Tôi nghĩ là các chú mấy bạn trẻ trẻ thì chắc tầm ngoài 30 nhỉ. Mấy bạn trẻ trẻ không nên xài mùi này. À. Tớ không thích mùi này. Đây không phải gu của tớ, chắc chắn rồi. Không ấn tượng. Không ấn tượng. Ừ. Nó không có đặc biệt cả, mà nó hơi hắc. Thôi được rồi, chúng ta để đây nha. Rồi, chúng ta vừa nghỉ ngơi một chút để cho những cái mùi hương nó có sự biến chuyển về nốt. Thì bây giờ chúng ta quay lại với năm mùi này thì đây là hai mùi mà Jolin không thích. Ừ. Thì thôi, thôi bạn vẫn nên ngửi lại nhá. Okay. Để xem là như đâu nó lại có sự thay đổi. Chúng ta đầu tiên khoảng tầm 15 20 phút là nó cũng sẽ thay đổi về nốt hương. Đây ngửi lại mùi này đi này. Ok, chai đầu tiên ngửi lại. Vẫn rất là kiểu vẫn rất là thiện cảm. Được rồi đấy, chúng ta để sang kiểu bị không kiểm soát được không ấy. Không biết là cái mùi hương nó có cái sức mạnh cực kỳ là kiểu powerful ấy. Chắc đây là một cái video không nghiêm túc và vui vẻ nhất của tôi. Tớ bị kích thích ấy. Được, mùi này tớ rất tuyệt mùi này các bạn. Rồi nhá, ok nhá, để đây thì tí chúng ta chọn ra một cái mùi hương. Đây chúng ta đến mùi thứ hai. Thứ hai. Mùi của anh chàng giàu có từ trong trứng. Vẫn rất là phê. Nhưng mà nó tạo một cái khoảng cách nhất định luôn ý. Như ừ. Cái anh này lúc đấy nhá, là đang kiểu nắm tay nhau nhá, kiểu ok fine luôn. Sang anh này một cái là sẽ kiểu dè dặt luôn. Nhưng mà vẫn rất là mê. Bị chiếu dưới đúng không? Bị kiểu dưới phân ấy. Hơi kiểu dưới phân. Đúng. Nhưng mà vẫn đam mê mãnh liệt luôn. Vẫn đam mê mãnh liệt, vẫn là con người thích chinh phục. Đây, ngửi lại, anh chàng này không được thiện cảm lắm, mặc dù okay. Rất nhiều người thiện cảm. Cái gì ba sàn cơ? Ông vua ba sàn, ok fine. Sao cầm để nó gặp hắt là sao ta? Thế á? Ừ, đây nồng hơn lúc nãy cơ. Thế á? Nó có một chút lê, chắc là không hợp mũi rồi, thôi rồi. Loại ông vua ba sàn này ra nhá, nên là bạn nào mà có tuyếp người như Jolin là đừng cho đi ba sàn. Mà đang ngồi là ông vua ba sàn rồi thì đâu có hợp để đi first date. Đúng không? Mới first date mà là ba sàn thì hết hồn với người ta. Đây, mùi tiếp theo. Hương rất là Anh Quốc ở UK. Quý ông dã man luôn. Vừa kêu trẻ xong bây giờ đã thành quý ông rồi. Không, quý ông ở đây là tạo cảm giác UK mà UK thực sự ấy là đã là UK rồi thì kể cả trẻ vẫn tạo cảm giác rất là gentleman. Ấy xem cái phim cái gì nhỉ? The Kingsman chưa? Rồi. Đấy, cái anh trẻ đấy lại chẳng cũng một con là mà dạng quý ông à? Phim đấy có một cái shop quần áo rất đẹp nhỉ? Đẹp vậy chứ? Anh nhớ để ảnh của nhân vật lên trên đấy. Ok, đấy, tí nữa để chám cái đoạn ảnh chưa qua đây. Đấy, chám lại. Cái này thôi đừng chọn vội. Tí nữa chúng ta tin. Sao anh biết tôi định chọn? Tôi biết là tôi ấy định chọn rồi, cho nên từ để chúng ta gửi lại lần nữa. Okay. Đi hết một vòng rồi ạ. Nhưng mà cái mùi này để lâu một chút ấy, nó cũng giảm đi cái độ ngọt của nó đấy. Lúc đấy khi mới ngửi rất là ngọt, bây giờ đỡ ngọt hơn rồi. Mùi cuối cùng. Mất nó cái này nghe có hơi quá đáng không nhỉ? Thấy mùi rất là rẻ tiền. Tuy ấy nói là cái này giá không cao bằng những chai khác nhưng mà nó tạo cảm giác rẻ tiền. Có lẽ là bởi vì nó giống khá là nhiều những cái mùi nước hoa trên thị trường mà mình đã từng ngửi rồi. Nó không tạo cảm giác sang, cái này không hề sang nha. Thôi nha, bây giờ chúng ta bỏ sang bên này, chúng ta quay lại với ba mùi hương này. Ba chai thì cả ba chai này mình không lạ lẫm gì đâu, kiểu gì chắc là cũng sẽ có người thích ba chai này thôi. Bây giờ ôi bay chúng ta ngửi lại nào.
Đây là mùi đầu tiên. Bây giờ chốt đúng không? Bây giờ là chốt đấy. Ok, đây là chai vàng, chai đầu tiên. Ừ. Chai thứ hai. Anh là dầu. Em ơi, dầu hẳn luôn ý. Nó kiểu nó khác hẳn luôn. Ừ, đang gửi anh đầu tiên, gửi anh thứ hai dầu hẳn luôn. Kiểu trời mưa đang đi ô tô mà chuyển sang đi xe máy mà chuyển sang đi ô tô ấy các bạn ạ. Chính xác các bạn ơi. Đây chính là em ngồi trên ô tô rất là nồng nặc luôn đấy nhở. Ừ. Em mùi này mà ngửi trên ô tô dễ ngả ngớn lắm. Dễ ngả ngớn nhỉ? Anh lúc nãy là vẫn đang giữ khoảng cách nhá. Đây là ngồi ô tô nhá, đang không nói xe máy nhá. Anh lúc nãy là đang ngồi trên ô tô giữ khoảng cách, anh thứ hai là kiểu muốn sát lại gần luôn rồi đấy. Đây còn anh này. Anh UK. Anh UK này không tạo cảm giác ngả ngớn nhá. Lại thân thiện. Đúng, đúng là cảm giác thân thiện, nghĩa là không làm cho mình cảm thấy muốn sỗ sàng nhưng mà lại cảm thấy là cảm giác vững bền dài lâu mà đấy. À. Vững bền dài lâu. Đúng, thế tớ chốt lại là hai chai tớ thích nhất là hai chai này. Ừ. Đây. Nhưng mà để nói là chốt thì rất là khó, tại vì một chai là sang xịn mịn, còn một chai là kiểu cảm giác là vững bền dài chúng lâu. Bây giờ mình bật mí một chút về giá. Bây giờ em này chắc có giá tầm 5 đến 6 triệu cho 100ml trên thị trường. Rất là đắt mà nó thuộc phân khúc cao cấp hơn hẳn, chắc là vì thế nó mang lại một cái mùi hương cũng khác. Nhưng thiết kế rất là xấu. Thiết kế này xấu nhá, đấy nhá mọi người nhá. Lần đầu tiên mình thấy có người bảo thiết kế này xấu. Thật luôn. Ờ, lần đầu tiên đấy. Nhìn như là cái chai rượu ấy. Chai rượu. Chuẩn. Còn đây là chai này nó có giá tầm hơn 2 triệu trên thị trường cho 100ml. Đây và thiết kế nó như này, rất là đơn giản. Thôi bây giờ đây là người chiến thắng. Và nếu như mà anh này không thích Jolin thì Jolin lại thích anh này. Đấy. Rất đơn giản đấy các bạn ạ. Tôi nghĩ là gu thì là gu vậy thôi. Chứ còn nếu như nó đã tạo một cái cảm giác gì đấy khi mà nó kích thích cái khứu giác của mình ấy, thì đối với con gái nó sẽ rất là giống nhau. Thực ra thì cái mùi hương nó là một cái trang sức vô hình thôi. Còn quan trọng là các bạn phải có một cái tâm hồn và một cái cách nói chuyện nó vui vẻ nữa, nó phải thống nhất với nhau, đồng nhất từ đầu đến cuối. Chứ thơm mà nhạt thì không ăn thua đúng không? Ừ, thơm mà ví dụ ăn mặc kiểu không được chỉn chu, không được sạch sẽ lắm thì chắc là cũng chả có ai thích đâu. Nên là đây chắc là cái lựa chọn cuối cùng trước khi bạn ra đường đi first date với ai. Và mình mong rằng đây là một cái video phỏng vấn rất là khách quan để các bạn có thể tham khảo được rằng là nên lựa chọn mùi hương nào, đi với những cái trường hợp như thế nào cho là hợp lý. Và đây là người chiến thắng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.